Để được bán tại Mỹ, mẫu xe điện VinFast VF8 phải đáp ứng được nhiều điều kiện hà khắc tại thị trường này. Là thị trường xe hơi lâu đời và khó tính nên Mỹ luôn là mục tiêu mà các hãng xe trên toàn thế giới muốn chinh phục. Khi một mẫu xe được phép bán tại Mỹ, ví dụ như VinFast VF8 mới cập cảng California, cũng đồng nghĩa nó được công nhận về chất lượng, khả năng vận hành cũng như mức độ an toàn. Đầu tiên, phải nhắc lại rằng Mỹ không tham gia vào hiệp định thống nhất các quy định kỹ thuật cho phương tiện có bánh xe của Liên hợp quốc các nước phát triển ô tô lớn trên thế giới như anh đức pháp nhật bản và hàn quốc đều tham gia hiệp định này do đó mỹ có một số quy chuẩn riêng áp dụng cho cả xe sản xuất nội địa lẫn xe nhập khẩu tất cả các mẫu xe đều sẽ phải tuân thủ các quy định của cơ quan an toàn giao thông quốc gia mỹ nhtsa vì vậy để được bán tại mỹ xe phải được thử nghiệm bởi nhtsa để đánh giá mức độ an toàn mức độ an toàn của một chiếc xe sẽ được nhtsa đánh giá sau đó xếp hạng theo tiêu chuẩn từ 1 đến 5 sao. Mức 5 sao là tốt, 4 sao là trên trung bình, 3 sao là trung bình, 2 sao là dưới trung bình và 1 sao là kém. Về cơ bản, một chiếc xe sẽ được thị trường Mỹ chấp thuận khi đạt được chứng nhận an toàn 4 sao. NHTSA bắt đầu thử nghiệm khả năng bảo vệ hành khách trên xe của phương tiện trong va chạm trực diện vào năm 1978. Tới năm 1996, các bài đánh giá an toàn với va chạm bên hông đã được bổ sung vào quy trình thử nghiệm. Năm 2000, NHTSA đưa vào quy định bắt buộc thử nghiệm phương tiện về khả năng chống chịu va chạm do lật xe. Năm 2013, nhằm giúp ngăn ngừa sự cố xảy ra khi lùi xe, NHTSA đưa hệ thống camera lùi vào danh sách công nghệ được khuyến khích trang bị. Các xe sản xuất từ năm 2018 trở đi bán tại Mỹ bắt buộc phải có camera lùi. Hệ thống phanh khẩn cấp tự động cũng được NHTSA khuyến khích trang bị từ năm 2016 và năm 2022 trở thành tính năng bắt buộc. Ngoài ra, theo quy định của NHTSA Xe bán tại Mỹ phải có đèn vàng ở hai bên hông, có thể đặt vào đèn pha, hoặc bên cạnh hốc bánh trước tùy theo thiết kế thẩm mỹ của từng hãng. Đồng hồ trên xe phải có khả năng hiển thị theo hệ MPX, dạm trên giờ. Xe bán tại Mỹ cũng không được phép mở tính năng xem video, và phải có khả năng đọc tin nhắn thành lời khi đang di chuyển. Bên cạnh đó, còn có một số tiêu chuẩn khác về ghế ngồi đối với xe bán tại Mỹ. Chứng nhận tuân thủ là tài liệu mà cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ, FAA, cấp cho nhà sản xuất xe để chứng nhận một mẫu xe tuân thủ các yêu cầu của EPA. EPA sẽ đánh giá các khía cạnh như lượng phát thải khí CO2 của phương tiện, tuổi thọ của xe, với các mẫu xe điện, thành phần hóa học của pin, mạng lưới điện được sử dụng để sạc cũng là yếu tố được xem xét. Giấy chứng nhận EPA COC chỉ có giá trị cho một năm sản xuất của một dòng xe. Ví dụ, VinFast VF8 2022 xuất khẩu sang Mỹ đã nhận được chứng nhận COC. Tuy nhiên, VinFast VF8 2023 sẽ phải xin lại chứng nhận COC. Tiêu chuẩn về mức tiêu thụ trung bình, Corporate Average Fuel Economy Cà Phê, tại Mỹ hiện đang ở mức 8,55 lít trên 100 km và mục tiêu là áp chuẩn 4,3 lít trên 100 km trong năm 2025. Đây là quy định được đặt ra nhằm cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe hơi đồng thời giảm khí thải. Các mẫu xe điện như VinFast VF8 dễ dàng đáp ứng cà phê vì chúng vốn không tiêu thụ xăng, dầu. Bộ Tiêu chuẩn An về An toàn phương tiện cơ giới Liên bang FMVST, được đưa ra từ năm 1996. Qua nhiều lần sửa đổi, FMVST vẫn duy trì 3 tiêu chuẩn an toàn chính, bao gồm tránh va chạm, khả năng chịu va chạm, mức độ hiệu quả của phương tiện trong việc bảo vệ người ngồi trong xe, khả năng sống sót sau tai nạn. Về cơ bản, FMVST yêu cầu các hãng sản xuất ô tô thông báo mọi khía cạnh của chiếc xe mà họ sản xuất ra, Đồng thời, hãng phải tuân thủ các quy tắc chính xác và khắt khe mà FMVST đặt ra như vị trí đặt cần gạt nước trên kính chắn gió, tốc độ động cơ, các thành phần buộc phải có trên ô tô. Bên cạnh luật và các quy định liên bang, xe hơi bán tại Mỹ còn có thể phải tuân thủ các quy định của các tiểu bang. Ví dụ, trong trường hợp của xe VinFast VF8, bên cạnh quy định liên bang, mẫu xe này còn phải tuân thủ quy định của cơ quan bảo vệ môi sinh California, CARB. Quy định này có tên Executive Orders viết tắt là L và được CARB cấp cho các phương tiện được chứng nhận đạt tiêu chuẩn khí thải cụ thể. Tiêu chuẩn của CARB cũng được chấp nhận bởi 14 bang khác và thủ đô Washington DC. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.